Dạ con xin chào bà cô chú. Con mời bà cô chú ăn cơm với sườn ram. Con mời mẹ ăn cơm với sườn ram. Ừ, con ăn đi. Dạ. Thì canh gì nữa con biết không? Đi canh cải với đi chả cá. Ừ, cải gì con biết không? Thì cải gì hồi sáng con hái? Cây. Cây gỗ. Cây gỗ. Ừ. Con cá nó nhìn mẹ nè. Ồ. Tới bữa cơm mà nó lại nó kiếm xương à. Dạ. Mẹ ơi, con thử nước chanh nó con ngọt không nha mẹ. Ừ, con hốt đi. Ngọt đó mẹ. Ừ. Mẹ lấy mỡ mẹ mút nè. Mẹ thử xem nó ngọt lắm á. Ừ, lúc nãy mẹ làm cho con là mẹ đã thử rồi. Bây giờ con ăn cơm đi. Dạ. Rồi hôm nay con ho nên mẹ chỉ làm chanh cho con uống thôi chứ mẹ không có cho đá vô. Cho đá uống ho hoài không có hết. Dạ. Con nĩa lên con ăn đi. Mà mẹ ơi, mẹ dễ ra cho con ăn cơm với cái này nè. Con nĩa ra con cắn con ăn. Dạ con uống mẹ. Đó, nĩa đi. Dạ con uống mẹ. Dạ, nĩa cho con nè. Xương ra cho con mà. Nó còn đây có xương á. Ừ, đây có xương đúng không? Dạ. Ừ, mẹ nĩa cho con. Mà cái này nó chìm lép luôn á mẹ. Ừ, cái xương này cốt lết đó con. Nên nó phải vậy đó. Cho em đất nè, đây đó. Ôi, em đất phá lắm á. Ừ. Em đất thì vậy đó. Cái này mẹ ra miếng nước tương. Cái sườn ram này mẹ ra miếng nước tương á. Mẹ đâm cái tỏi, ớt nè. Xong mẹ cho nước tương vô. Cho thêm miếng đường, miếng muối. Rồi xong mẹ rưới lên. Thế mẹ trộn đều lên, mẹ đem lên mẹ ram thôi. Mẹ ơi, ơi. Để cái này á, con chấm nước tương vô con ăn thử nó coi. Ờ, con chấm đi. Dạ. Vậy đây mẹ lấy cái đĩa khác, mẹ gỡ thêm thịt cho con ha. Dạ. Nè. Ăn nhiều vô, cho nó khỏe ra cho. Ho hoài, không có hết gì trơn luôn á. Tới đi học rồi mà không hết bệnh sao đi học được. Ừ, ngon mẹ. Ừ. Mẹ biết con phải ăn nước tương nên mẹ làm nước tương cho con ăn. Thịt gà nước tương mấy gì nó phái lắm mọi người. Nó thơm thơm. Rồi, cái này xương cho con em kia, em đót đi. Mẹ con muốn ăn cho nó ăn. Để mẹ ăn á. Mà cà phát có thịt đi rồi mẹ cho nó ăn. Rồi đưa cho con rồi con bỏ xuống con, cho mắt con, con cầm bẩn tay lại để mẹ cho nó ăn lại đó. Để cho méo bên đây nghe chỗ miệng nó. Nè đó. Ừ. Chụp. Chụp không được. Ừ. Rồi. Quay. Dạ. Cái nhũ nè. Con bỏ nhũ ra đây. Ăn rồi bỏ cái miệng ra đất. Cái miệng xích ra ngoài. Đi chảy nước miếng vô cái cơm của con. Ừ. Đây mẹ nể miếng chả cá mẹ ăn. Chả cá viên này mình đem mình nấu canh ngon lắm mọi người. Chả cá viên hả mẹ? Ừ. Chả cá rau bò viên không con? Cái này bữa mình đi siêu thị mình mua. Ừ, đúng rồi con xúc vô vậy á. Cái gì? Ừ. Chả cá ba sa nấu canh ngon. Ăn đi. Hồi mưa bão tới nữa giờ. Xem họ. Ho vừa thôi nha con. Thôi nhưng đừng có ho quá. Ho hoài à. Ho từng nay rồi chưa khỏi nữa. Nghỉ học từng nay rồi. Con mà không hết bệnh ngày mai phải nghỉ nữa đó. Mình phải ăn nhiều vô cho nó có sức ngày mai hết bệnh. Sữa gì vậy đó? Hả? Có ai đâu mà cũng sủa vậy. Ở bên đây quen rồi, ngày nào cũng qua bên đây hết trơn luôn á. Thì hay lắm.
Con đó này là của bác hai nè, chứ nhà mình không có nuôi được. Bác hai của Nhi á, nhà mình không có chỗ nuôi, nuôi nó không có chỗ nó ngủ. Bác hai định cho mình đem về nuôi đó, nhưng mà mình không có chỗ cho nó ngủ nên không có đem nó về nuôi. Nên nó cứ qua đây nó chơi vậy đó, chơi với nó quen rồi, nó giống như nhà của nó, giờ nó tới hai nhà lận. Nhà bác hai có nhà, thì nhà bác hai có không có nhà cho nó ở rồi nó trong mình trong cho nó ngủ. Bác hai làm nhà khác nè, rồi có cái đường dơ á, rồi cái chỗ đó cho nó ngủ đó mẹ. Đúng rồi, bác hai làm cái mái hiên, bác hai nuôi tầm mà cho nó ở đó luôn. Thì cho nó ngủ nữa. Ừ. Còn nhà mình không có chỗ để cho nó ngủ. Nó ở ngoài mưa ngoài nắng tội nghiệp nó, nên thôi mẹ không có đem nó về nuôi. Chứ thôi đem nó về nuôi cho con chơi với nó ha. Dạ mai mốt mẹ em kia con á, em kia con nhà xíp xì dễ thương lắm. Ừ. Nhưng mà mình đâu có chỗ để nuôi đâu con. Nhưng mà nhà mình có chỗ để mình ở mẹ. Ừ. Em đất này nó 22 kg nè, nó bằng ký con luôn á. Nó nặng lắm, nó ú nú à. Con cũng 22 kg, nó cũng 22 kg. Nắng con rồi. Ừ. Giỡn gì đất? Hả? Giỡn mẹ. Giỡn gì? Đó. Cái mặt đây kìa. Dạ, nhiều uống chanh luôn. Ừ, con uống đi. Uống cho nó có chất đề kháng. Ngon con. Bé Nhi nó rất là mê nước chanh mọi người. Uống nước chanh tốt lắm. Nước chanh, nước cao là Nhi nó mê lắm. Uống nước chanh nè. Nước chanh vô cho nó bổ rồi thì có sức khỏe mà đi học. Ừ. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Ngày nào mẹ cũng làm cho con ly nước chanh vậy đó. Ăn cơm nhiều vô mẹ thưởng cho nó ly nước chanh. Đúng rồi. Nó nghẹt mũi hoài à, ban đêm ngủ không được, thở phì phò tội nghiệp. Mình cũng bị ngạt mũi, mình biết ngạt mũi nó khó chịu lắm luôn á. Dạ, thằng nó giỏi luôn á mẹ. Ừ, đang ngủ vậy nó ngạt mũi, cái giật mình tỉnh luôn à, ngủ được. Ngạt mũi mà nó chảy mũi ra được thì mình đỡ, còn mà nó không chảy được nằm bên trong á, mình khó chịu lắm, thở không được. Hỉ ra hỉ không được luôn. Hít vô cũng không hít được luôn, nằm vậy đó, nằm lưng lửng vậy đó. Thì mẹ nhỏ mũi ra ra, ra dễ thở á. Đúng rồi. Xong rồi con tỉnh lại thở được á. Ừ. Nên sợ lắm. Ôi, con chim cu kìa Nhi. Đó đó. Con chim màu xanh kìa, đẹp kìa. Ừ, con đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đó 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 đó. Đó. Ừ, nó đang đi đi đó, đó đó, nó xanh xanh đó. Đó. Ngày nào nó cũng tới đây á mẹ. Đúng rồi. Ngày nào nó cũng tới đây nó ăn trái chanh dây hả con? Đúng rồi, chắc con thấy ăn gạo luôn á. Ừ. Trời ơi, chị mẹ con đi đi đi. Ừ. Nhưng mà nó cũng dạng á chứ, nó thấy mình ngồi đây mà nó cũng lại kìa. Nó không thấy, nó không thấy người, mà nó không thấy mình đâu á. Ừ, con chim nó cũng đẹp ghê luôn á, nó màu xanh xanh. Nó có màu, mà vì nó không thấy mình đâu. Im lặng đi mẹ, mẹ phóng to lên cho nó con xem. Đó, nó kìa, nó kìa. Đó, nó ở sân mình đó. Đó. Nó đang đi 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 đó. Đó, 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 đó. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, nó đang đi 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 đó. Nó đang ăn cái gạo á. Ừ. Chưa cho gạo cho nó ăn á. Ở đây vui lắm. Nghe tiếng chim kêu rồi vui lắm. Mẹ ơi. Ê. Chim mũi cho con đi. Chim mũi cho con hả? Dạ. Ngạt mũi nữa hả? Ừ. Chờ mẹ à. Xíu. Ở đây đây mẹ xì cho. Ở đây bìm bịp nè, con cu nè, rồi cúc, rồi chim cúc nè, hay về đây lắm. Về đây nó vô cái vườn rau mình nè. Hay chim con, chim mẹ đó. Ừ đúng rồi, chim con thì
nó chim mẹ làm tổ trên cây á, nó dàn chanh dây của mình á. Không phải đâu, nó làm dàn su su á. À ừ đúng rồi, dàn su su. Dàn su su đó vẫn có chanh dây mà con, vừa có su su vừa có chanh dây luôn. Rồi xong rồi á, chim mẹ làm tổ á, con thấy chim con nó sợ mình đó mà. Chim con á, mày lấy cái gì đó mẹ, mày đừng lo đó. Xong rồi chim con nó bay không được, chim con còn nhỏ mà. Đúng rồi, nhưng mà nó bay đi cũng có mẹ nó đi theo bảo vệ nó. Mà nó bay đi rồi, chim mẹ lấy không thấy đâu á. Chim mẹ nhìn có người bắt con, chim mẹ đứng đó, chim mẹ sợ quá. Ừ, đúng rồi, thấy có người là chim mẹ nó sợ, nhưng mà nó cũng vẫn ở đó, nó giữ con của nó. Khi nào mà con nó biết bay rồi là chim mẹ nó kéo nguyên một bầy luôn lại luôn, để mà nó bảo vệ con của nó, thằng đi kiếm mồi cho con nó ăn. Nó bảo vệ con đến khi nào mà con nó biết đi bắt mồi, là nó sẽ để cho con nó tự bay đi kiếm ăn. Xong rồi không còn con nào hết á. Ừ. Xong rồi á, con là chị á, con nói là ba em chim á. Ờ, ba em chim hả? Mà con không thấy cái đâu trong, con đang ở trong nhà mà. Ừ. Chém hả? Con yêu mẹ quá mẹ ơi. Ừ, mẹ cũng yêu con. Con yêu mẹ nhất trên đời. Ừ, yêu con nhất trên đời. Rồi con xúc con ăn đi. Dạ. Mà con múc cơm vô không được mẹ. Con lấy cái nĩa con cạo cơm vô. Cái nĩa con mắc. Đây con mắc cầm cái này. Rồi con miếng thịt đó vô xong rồi con mới lấy cơm. Đúng rồi. Đó. Rồi xong mình lấy cái nĩa mình cạo cơm vô nha, mình gom lại. Rồi thôi, bây giờ con nốt xong đây con ban bà cô chú đi, chứ để con ăn hết vậy đó tới chiều luôn á. Rồi bác hai ình ình vẫn rồi cả Nhi. Dạ đúng rồi. À. Rồi ghế đi con. Rồi con nấu đây, con nấu đi. Cho con hút nước chân cho nó dễ nước. Ừ. Nước chân giống như nước khế á. Ừ. Con thích uống nước khế không? Nước khế. Ừ. Rồi để bữa nay mẹ làm cho con nha. Dạ. Nước khế nha con, còn khế. Ừ rồi. Khế à. Ừ. Rồi con uống đi. Con uống xong đi rồi ban bà cô chú để bác hai mở nhạc bị bản quyền á. Rồi xong chưa con? Dạ xong rồi. Rồi xong con bay đi. Dạ con mong là cô chú. Con chúc mà cô chú thì sức khỏe nữa đi con học nhé. Bye bye.